Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho tất cả mọi người về một màu sắc mới nhất của Honda Winner X. Đó chính là màu cam đen và một phiên bản đặc biệt nhất, đó chính là phiên bản HRC. Ở hai màu sắc này thì các bạn có thể thấy thông qua màn hình. Thì đầu tiên là về cái màu, các bạn có thể thấy là màu gần nhất, đó chính là màu HRC với màu tem rất là đẹp mắt, là màu đỏ nhiều hơn nha các bạn. Màu đỏ pha màu đen, màu trắng thì rất là đẹp luôn. Và bên cạnh thì đây là một phiên bản màu cam đen. Màu cam đen này thì có một cái tông màu chủ đạo là màu đen so với màu cam nha các bạn. Cái phiên bản này là phiên bản CBS, rất là giống với các phiên bản thể thao nha các bạn. Về phiên bản thể thao hiện nay là có 4 màu sắc, thì thêm một phiên bản cam đen này nữa. Thì những cái màu sắc này đều là những phiên bản chiến lược của Honda, thì mới được ra mắt vào 9 giờ sáng nay tại Hà Nội nha các bạn. Vừa sáng nay thì vừa mới được ra mắt SH150 2020 hoàn toàn mới, và có thêm ra mắt thêm những cái màu sắc mới của Winner X phiên bản 2020. Đây là những cái màu sắc gọi là chiến lược của Honda, nên các bạn có thể thấy là những cái màu sắc được phối sẵn với các bạn mà yêu thích những cái màu tem độ, hay là các bạn có thể là không cần phải độ xe nữa, bởi vì theo mình đánh giá và mình nhìn nhận thì những cái màu sắc này đã là quá là đẹp rồi. Về thông số kỹ thuật thì vẫn được giữ nguyên như các phiên bản đời cũ nha các bạn, và có thay đổi về phần tem xe. Thì các bạn có thể thấy nếu mà nhìn về chiều ngang thì đúng là không thể chê vào đâu được, với màu sắc rất là đẹp mắt nha các bạn. Một đường viền màu xanh kéo dài ở phía đằng trước xe và cái là khắp thân xe, và được nói chung là đây như là một phiên bản sơn độ nha các bạn. Rất là đẹp mắt luôn, với một màu đỏ kèm theo những cái đường viền xanh, và đằng trước các bạn có thể thấy rất là quen thuộc rồi. Về cái đèn pha LED được di chuyển hoàn toàn xuống phía dưới, và về mẫu SH2020 thì cũng có cái đèn pha ở bên dưới giống như vậy nha các bạn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn, đằng trước các bạn có thể nhìn thấy giống một con mãnh thú, và ở bên trên thì có cái chỗ là bật nút kèn của mẫu xe Winner X, thì các bạn có thể độ thêm cái phần mặt nạ, đấy là tùy theo sở thích thôi. Còn thì mình nhìn thấy, cá nhân mình nhìn thấy thì mẫu xe này quá là đẹp rồi. Còn về giá bán của hai màu sắc này thì theo mình cập nhật ở phiên bản HRC thì có giá đề xuất là 49.990.000 đồng. Còn ở phiên bản màu cam đen thì có giá đề xuất là 45.990.000 đồng nha các bạn. Nhưng mà theo mình đánh giá thì cái màu sắc này nếu mà khi mà về cửa hàng thì mình đánh giá sẽ rất là cao, bởi vì cái mức giá có thể sẽ cao hơn cả phiên bản màu cao cấp nhất, đó chính là phiên bản màu đen bạc vàng đồng. Hiện nay thì tùy từng đại lý, có nơi thì bán với giá là 51, có nơi có giá bán là 52 triệu, và có nơi có thể giá hơn nữa, tùy thuộc vào từng khu vực và từng vùng miền nha các bạn. Một màu sắc này mình đánh giá rất là đẹp luôn, một màu đỏ khắp thân xe và có những màu tem như các bạn có thể thấy. Phiên bản này các bạn mua về thì nói chung là không phải độ thêm một cái gì nữa, mình nhìn thấy là quá tuyệt vời rồi. Có màu, các bạn có thể thấy là có màu cánh én, có màu tem cánh én của Honda rất đẹp. Rồi, và tiếp tục, đây là một màu cam đen, các bạn có thể thấy vẫn giống như thông thường nha các bạn, chỉ khác về màu tem thôi. Và đây như là một phiên bản độ sẵn rất là đẹp mắt, và một màu cam ở phần mặt nạ trước. Với phần đèn pha thì các bạn có thể thấy là rất là quen thuộc rồi, một cái đèn chiếu sáng di chuyển xuống phía dưới, thì đây là một cái đi đầu và di chuyển hoàn toàn xuống dưới như mẫu xe Tayga này các bạn, rất là đẹp mắt luôn. Các bạn có thể thấy được cái độ bóng của xe, đây là một màu sơn chính hãng nha các bạn, chứ không phải là một màu tem độ, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái màu tem xe mới này. Đây như là những cái màu sắc là màu chiến lược của Honda nha các bạn, mình đánh giá rất là cao, bởi vì những cái màu sắc với lại những cái kiểu dáng của mẫu xe này thì không còn gì để độ nữa hết. Các bạn về thì có thể là các bạn thích thì các bạn có thể độ lại xi nhan thôi, còn về tem dán thì mình đã thấy là rất là tuyệt vời rồi. Về giá bán thì mình nghĩ là về đại lý giá sẽ cao hơn nha các bạn. Đây, với phần các bạn có thể thấy là về phuộc trước của xe, phuộc trước của xe thì rất là to, có phần két nước để các bạn có thể thấy, nhìn rất là đẹp. Về vẫn có chữ Winner, có tem Winner nha các bạn, tem Winner chìm, các bạn có thể thấy. Đây, còn về phía sau thì các bạn có thể thấy màu cam và có cái viền đỏ, các bạn thấy rất là đẹp luôn. Về thông số lốp sau thì vẫn là 120 nha các bạn. Xi nhan sau thì được tách rời, đây là một phiên bản là phối màu giữa màu đen nhám nha các bạn, đen nhám với lại màu cam. Xe chỉ có hai tông màu chủ đạo, màu cam với màu đen thôi, nhìn rất là đẹp. Còn ở phiên bản HRC thì chắc chắn là không còn gì để bàn nữa rồi các bạn.
rất là đẹp. Các bạn nào mà yêu thích những cái màu đỏ như này, nó màu đỏ này cũng gần giống với cái màu đỏ của phiên bản thể thao nha các bạn. Ở phiên bản đỏ bạc đen là phiên bản thể thao, nhưng ở cái phiên bản mà cao cấp nhất này thì được trang bị những cái màu tem rất là đẹp. Còn ở bên dưới các bạn có thấy chữ Honda được kéo dài ở bên dưới luôn. Về màu sắc này theo mình đánh giá là đẹp, và nếu mà về cửa hàng thì mình nghĩ là giá sẽ rất là cao nha các bạn. Các bạn nào mà yêu thích thì có thể đợi tầm độ một nửa tháng nữa có thể là mới về cửa hàng, bởi vì cái mẫu xe này chắc chắn sẽ về các cửa hàng thôi. Đây chỉ là buổi giới thiệu nha các bạn, chứ thực ra là chưa có bán ở tại bất cứ cửa hàng nào hết. Và đây cũng chỉ là một buổi ra mắt để giới thiệu về các mẫu xe mới đây các bạn. Hy vọng là mẫu xe mới này về cửa hàng thì sẽ rất được rất là nhiều bạn đón nhận luôn, bởi vì đây là toàn là những cái màu sắc mới nha các bạn, không phải độ chế bất cứ cái gì hết. Về âm thanh, về bô, về màu sắc của xe thì mình đánh giá rất là tuyệt vời nha các bạn. Về màu sắc này thì về giá đề xuất là 49.990.000, nhưng mà khi mà về cửa hàng theo mình đánh giá sẽ phải tầm độ 55 triệu nha các bạn, sẽ phải tầm 55 triệu hoặc có thể hơn nha các bạn, bởi vì cái màu sắc này thì quá là đẹp luôn. Đây các bạn có thể thấy rõ xem về cái đường nét cũng như là về màu tem xe, nói chung là rất là bóng nha các bạn, màu đỏ rất là bóng, và cái viền tem màu xanh theo mình đánh giá là rất là nổi bật luôn. Theo mình nghĩ là không thể chơi vào đâu được nữa. Các bạn về chỉ cần độ, có thể là độ cặp xi nhan vào bên trong, độ cái mặt nạ để che cái hốc kèn đi là sẽ rất là ok rồi. Đây là một phiên bản độ sẵn và là một phiên bản chiến lược của Honda, thì mình đây đánh giá rất là cao về các phiên bản này nha các bạn. Hiện nay thì ở đây cũng đang có rất là nhiều người quay cũng như là về triển lãm về các mẫu xe nha các bạn. Bởi vì sáng nay thì cũng vừa ra mắt các dòng xe như là SH150i, SH125i và các phiên bản mà có phanh ABS hay là CBS. Về phiên bản Honda SH thì mới được ra mắt thì có rất là nhiều tính năng mới nha các bạn. Được trang bị thêm cái ABS 2 kênh sẽ rất là an toàn khi các bạn mà di chuyển ở những cung đường cũng như là hay là các bạn trơn trượt thì sẽ rất là an toàn. Về giá bán của mẫu SH2020 thì theo mình cập nhật được thì về giá cũng chỉ từ 70 triệu thôi nha các bạn. Ví dụ như là ở phiên bản SH125i thì có giá là 70.990.000, còn phiên bản mà có ABS là 78.990.000. Đây, quay lại về Winner X thì các bạn có thể thấy. Đây, về phần đằng sau các bạn có thể thấy là có khe lấy gió. Còn về mặt đằng trước các bạn có thể nhìn ngang vào màn hình thì đây là một màu sắc rất là đẹp. Về thông số kỹ thuật thì chắc là mình không phải giới thiệu lại nữa. Về động cơ là DOHC 6 số với dung tích xy lanh là 150cc và công suất là 15,4 mã lực nha các bạn. Nhìn rất là đẹp đây các bạn. Đây còn màu cam đen thì cũng thế. Ở giữa là màu cam đen, còn hai bên là phiên bản HRC nha các bạn. Rất là đẹp mắt luôn. Màu cam đen thì màu tông màu là màu cam với màu đen. Còn ở phiên bản HRC thì có một cái viền trắng, có một đen ở giữa nha các bạn. Đây còn về cái hốc kèn thì các bạn có thể thấy là như cái mõm của siêu nhân nha các bạn. Mình thấy rất là nhiều bạn mua cái mặt nạ trước về để độ vào cái chỗ mặt nạ này nha các bạn. Thì cái chỗ này thì được đánh giá là một cái điểm xấu của Winner X. Nhưng mà đấy tùy theo cái cá nhân của mỗi người đánh giá nha các bạn. Các bạn không thích thì các bạn có thể độ lại, hay là các bạn có thể độ đèn L4 thì trông chiếc xe nó sẽ ngầu hơn. Đây là một màu tem chính hãng nên các bạn sẽ không phải độ chế một cái điểm gì nữa. Và phần rè trước thì là màu đỏ. Với phuộc của Winner X thì đây là đánh giá rất là cao các bạn. Phuộc trước rất là êm ái luôn khi qua các gờ giảm tốc. Còn ở phiên bản HRC thì cũng như vậy thôi. Chỉ khác với phiên bản, một phiên bản màu cam đen thì cũng khác với phiên bản HRC là không có ABS nha các bạn. Đây là một phiên bản CBS. Những cái màu sắc này khi mà về cửa hàng thì mình nghĩ là giá sẽ cao hơn, cao hơn so với giá đề xuất của hãng nhé. Hiện tại thì về giá của Winner X thì cũng không có cao nha các bạn. Hiện tại thì trong đầu tháng 11 thì mình vừa cập nhật những cái video trước. Ví dụ như là ở phiên bản thể thao cũng có giá tầm từ 47 đến 48 triệu đã bao gồm giấy tờ thôi. Còn ở những phiên bản cao cấp như là phiên bản Camo thì có giá 50 triệu bao gồm giấy tờ. Và ở phiên bản cao cấp nhất là phiên bản đen bạc vàng đồng thì có giá là 52 triệu bao gồm giấy tờ. Còn ở cái phiên bản mà HRC này đi, các bạn có thể thấy cái phiên bản này mà có thể về cửa hàng thì chắc chắn là cái giá sẽ cao nha các bạn. Về phần mặt nạ trước các bạn có thể thấy nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Như đây là một cái phiên bản độ luôn nè các bạn. Mình ngắm nhìn chiếc xe này mà không chán luôn. Rất là nhiều đường nét và chi tiết góc cạnh. Các bạn có thể thấy phần mặt nạ trước các bạn có thể thấy nhìn như là độ sẵn nha. Đây là một cái phiên bản mình đánh giá rất là cao. Đây, về phần rè đằng trước thì được dán như gọi là dán màu carbon nha các bạn, được sơn carbon luôn. Ở cái phiên bản này là phiên bản độ nên là mình đánh giá sẽ
rất là cao, bởi vì cái giá của mẫu xe này nếu mà về cửa hàng sẽ rất là cao nha các bạn. Có ABS, đây các bạn có thể nhìn thấy về thông số lốp trước là 90, 80, 17, nhìn rất là đẹp luôn. ABS và có được sơn carbon nha các bạn. Đây về phần tem các bạn có thể thấy màu tem rất là đẹp, và phần có phần che két nước sẵn cho các bạn. Đây là một phiên bản độ nha, che két nước sẵn rồi. Về màu tem thì chắc chắn là không còn gì để chê nữa. Đây là một phiên bản độ sẵn. Đây có cả phần gác ba ga trước luôn, gác ba ga trước. Và về phần đồng hồ thì các bạn có thể thấy nhìn rất là đẹp, và có cái phần mặt nạ trước đã độ sẵn nha các bạn. Đây và ổ khóa thì lên smart key nha các bạn, ổ khóa thì đã có tích hợp mở yên luôn. Đây về phần động cơ hay là về phần các bạn có thể thấy ở hai bên cánh yếm của xe thì nhìn quá đẹp luôn. Cái phiên bản độ này mình nghĩ giá rất là cao nha các bạn, bởi vì khi mà hãng độ sẵn thì những cái chất lượng cũng như là sơn thì sẽ cao hơn ở những cái phiên bản khác thường rất là nhiều. Độ sẵn các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đây về phần sơn đằng sau nhìn rất là đẹp, sơn carbon nha các bạn. Đây là sơn sẵn rồi các bạn. Về những cái phiên bản này mình nghĩ là các bạn sẽ không phải độ bất cứ một cái gì nữa, bởi vì nhìn đã quá là đẹp rồi. Màu tem nhìn rất là đẹp nha các bạn, màu một màu xanh kéo dài ra phía sau luôn. Về phần rè các bạn có thể thấy phần rè con ở trong bên trong xe đã độ sẵn và đỡ để đỡ văng bùn nha các bạn. Đây đỡ văng bùn. Và về phần ốp bô cũng được sơn carbon luôn, các bạn có thể thấy nhìn rất là đẹp. Đây là một phiên bản độ sẵn, nếu mà về cửa hàng thì giá sẽ rất là cao nha các bạn. Đây sơn carbon các bạn có thể nhìn thấy quá là đẹp luôn. Các bạn về sẽ không phải độ thêm một cái chi tiết nào nữa. Đây đây là cái về phần đằng sau, phần bô của xe. Về phần bô của xe này nó khi mà đi đằng trước thì có thể là phụt vào mặt người đằng sau, nhưng các bạn không thích thì các bạn có thể độ được cái phần đó nó úp xuống phía dưới nhé. Và cái video này thì chắc mình cũng làm đến đây thôi các bạn ơi. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nhé. Và mình sẽ cập nhật về thông số kỹ thuật cũng như là về những cái tính năng mới ở trên phiên bản HRC cho tất cả các bạn có thể tham khảo nhé. Và các bạn mà nếu mà thích những cái video của mình có thể là bấm like và đăng ký theo dõi kênh của mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi mà các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cái video mới nhất của 6 Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.